Hello mọi người, video hôm nay sẽ lại làm cái video feedback tranh người xem. Thì sau khi mà nhìn qua bức tranh này và một vài bức tranh khác mà các bạn gửi cho mình, thì mình thấy đó là nếu như chuyển tất cả những cái bức tranh này sang trắng đen, các bạn thì nhìn cái thanh sắc độ ở đây 100 là màu trắng này, còn không thì sẽ là màu đen. Nó là một cái thanh kiểu trắng đen như vậy. Thì khi mà mình thử pick màu ở trong những cái bức tranh này thì cái sắc độ nó rất là đều đều, nó gần như không có gì đột phá cả, và điều này làm cho bức tranh nó rất là mờ nhạt ý. Tất cả mọi thứ nó cứ hòa vào với nhau, nó sẽ giống như cái khối hộp này, kiểu các cạnh nó không rõ ràng và các bạn không thể nhìn ra được nó là một cái khối hộp. Cách khắc phục rất đơn giản thôi, các bạn cho cái mặt sáng nó rõ hơn, cái mặt tối nó tối hẳn đi, đó thì nó sẽ ra là khối, đúng không? Thế nhưng mà nếu nói đến đây ý, thì rất là hay gặp phải một cái trường hợp mà mình hay gặp phải khi mà đi học ở trên trường đại học á. Thì mình có thể là cho cô xem cái bức tranh, xong cô bảo là ô cái sắc độ này nó nhạt nhòa quá, thế mày làm nào cho nó tương phản hơn đi, mày đẩy sắc độ nó hơn đi, những cái nhận xét kiểu như vậy. Và mình cũng sẽ làm theo lời cô, bây giờ mình thấy cô bảo là nó chưa đủ đậm thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó tương phản hơn. Nhưng mà khi mà chỉnh như thế thì cô lại bắt đầu bảo là ôi sao mày lại chỉnh nó đen xí ấy kia, nhìn nó kinh quá, mày chỉnh nó vừa lại đi, vừa phải thôi. Xong mình cũng sẽ lại làm theo lời cô, mình sẽ lại giảm cái tương phản xuống. Mà kiểu gì khi mà giảm xuống cô cũng sẽ lại bảo nó lại nhạt quá rồi, nó lại không rõ khối rồi, bây giờ mày chỉnh thế nào cho nó hợp lý đi. Thế là cái vòng lặp này nó cứ bất hạnh như vậy hoài. Cái vấn đề ở đây đó là cái sự tương phản ấy, nhiều lúc nó rất là chung chung ấy, nó không rõ ràng lắm. Trong các trường hợp ánh sáng thì nó sẽ khác nhau, có những người người ta muốn đẩy tương phản hơn, có những người người ta không muốn như vậy. Thế thực ra là nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cái môi trường và ánh sáng, nói chung là sẽ có muôn kiểu. Thế nên là giả sử bây giờ mình bảo bạn là nó chưa đủ đậm ấy, mà bạn đẩy thì bạn không biết là bây giờ mình phải đẩy như nào. Nhưng mình có một cái gợi ý đó, mình không biết thì mình cứ nghiên cứu xem người ta làm như nào ấy, hoặc là trong thực tế mọi thứ nó xảy ra như nào. Ví dụ trong cái bức tranh này chẳng hạn, thì mình có thể thử pick màu này, mình thấy cái giá trị sáng nó vào khoảng tầm nào, giá trị tối nó vào khoảng tầm nào. Thì nghiên cứu rất là nhiều tranh, nhiều ảnh như thế. Xong dần dần ấy thì mình sẽ nhận thấy đó là thực ra ấy, thì cái sự khác biệt nó cũng kiểu kiểu như nhau ấy mà. Dần dần mình sẽ nhận ra như thế nào là đủ đậm, như thế nào là đủ nhạt ấy. Thì cái đó đấy các bạn nên tự nghiên cứu. Cái vấn đề thứ hai mà mình cũng gặp rất là nhiều đó là cái việc ánh sáng ấy nó không có tập trung. Ánh sáng ở đây cảm giác như có tí tí cái đèn nó đang chĩa vào phía nhân vật vậy, cảm giác chỗ nào nó cũng sáng. Thì cái việc này rất là nên tránh, tại vì nếu các bạn làm như thế thì nó sẽ rất là phẳng. Các bạn tưởng tượng như là cái khối hộp ở đây của mình có chẳng hạn, và mình chĩa nó một cái hướng ánh sáng từ trên xuống như này thì sẽ rất là đơn giản, đúng không? Mặt nào mà hướng về mặt ánh sáng thì nó sẽ sáng, còn mặt nào mà nó không hướng về ánh sáng nó sẽ tối, và sau cái bóng đổ nó sẽ ngược với chiều ánh sáng. Thì mọi thứ nó sẽ là đơn giản như vậy. Và nếu như các bạn kiểu làm cho nó quá là phẳng, ví dụ các bạn thêm một cái đèn nữa ở đây thì tự dưng nó sẽ có thêm một cái bóng đổ ở bên này, sau cái mặt bên này nó cũng sẽ sáng. Thế tự dưng cái khối nó vừa phẳng này, mình lại vừa khó kiểm soát. Thế cho nên là thông thường ấy thì người ta thường chỉ có khoảng một nguồn sáng thôi, một nguồn sáng chính và có thể có một nguồn sáng phụ. Ở đây ánh sáng rất rõ ràng nhá, ánh sáng nó chiếu từ trái sang phải, cái mặt bắt ánh sáng thì nó sẽ sáng, còn những cái mặt tối tối cái phần mặt bên này nó sẽ tối. Và như thế chị ánh sáng như này nó rất là dễ cho mình. Bây giờ mình cứ thấy mặt nào nó hướng về cái ánh sáng ấy thì mình sẽ làm cho nó sáng thôi, chỗ nào không thì mình làm nó tối, xử lý rất là dễ dàng và nó cũng sẽ rất là đẹp. Thì các bạn hãy lưu ý cái việc đó khi các bạn vẽ, cố gắng là chĩa cho nó một cái đèn thôi.